chào các bạn đã trở lại với kênh Đất Phương Nam nha. Bữa nay mình lên đây câu cá nha các bạn. Nhà ông Anh ở đây là huyện Cư Lương nha các bạn. Kinh Thời Giang ở trên ruộng xả lúa này, mình có cá nó dòng xuống đường mương á, rồi dòng xuống mương rồi nè, mình câu cái rô hơi nhỏ nha các bạn, rồi dành theo ba cần thủ câu qua đi quanh kia. Ồ, cá dồn xuống quá trời bạn ơi, coi kìa, nục kìa. Đó, nục kìa. Này cá ru non nha các bạn. Đằng kia cũng như vậy, nục kìa. Quá sâu kìa. Rồi, bắt đầu xem ba cần thủ câu rồi. Cái này lúa mới xả nước ra, nước hơi đục các bạn, chứ nước còn trong lắm. Ủa, có chê nổi đó Huy, có chê mới nổi lên á. To dính à, hay quá. Rồi cái rô nó bự chưa? Rồi rô non rồi ha. Rô là chi xù á, hay kho tiêu. Dính đấy kìa. To quá trời, dính rô khủng luôn rồi. Rồi gớt luôn. To dính luôn rồi. To chắc làm giật nhẹ quá. Rồi xiên lâu nữa kìa. Mày xiên lâu nữa kìa. Không thấy cọng dây luôn á. Quá sâu luôn rồi. Rồi dính cọng súng luôn. Nó gom xuống mương này quá trời hết. Hết chỗ cái này tới mùa lúa gần dặm các bạn, nhìn thấy chỗ ở đáy luôn á, thấy cá lội luôn, lội tung tăng luôn. Nước này dùng nước phèn ở trong lắm, ở dưới sông cũng vẫn nhìn thấy đáy luôn các bạn, cái chốt trâu rất là nhiều. Ồ dính nè, bắt đi thôi, mấy con nhỏ mình thả lại. Mình bắt thử được nhiêu con? Bây giờ đi câu cá là không mà câu gió nữa các bạn. Nhìn vô bắt rồi, lạnh quá. Nó mới lòi á. Dính đó, gỗ gàng, thấy mới lôi gỗ gàng mà. Đó, không không, con này con dở lên nó bay theo nó tắm. Bay theo luôn à. Cái mà không có tay không? Thôi thả lại đi. Ngắt cái cánh nó tính. Quá. Sao quá bé. Cá lồng mất lưỡi luôn. Ủa cá. Ô dính rồi, dính rồi. Cá bự. Cá gì mà, cá này. Hộp lưỡi treo dắt cho bọn á. Chơi cái sổ ghét á, nó mình hồng mà nó tự hơn mấy cá nãy giờ. Đây là câu gỡ một tay đây mà mới câu chút xíu rồi bạn, 2-3 phút rồi. Này mình muốn nấu canh ăn cũng được, có một súng luôn. Cái
chê, cá chê nổi què, nãy giờ đâu. Nó móc cái lưỡi bự cho đi. Cá chê vàng nha, chúng thấy chê lai à. Ở đây chê vàng không rồi. Ở đây làm như chê trắng hay hiếm lắm. Vàng không. Rồi cao hủ luôn. Đây anh đen nha các bạn. Anh kinh khám phá miền Tây. Cũng là cao thủ cắm câu các bạn, giăng lưới thả câu. Cái cần câu xịn hơn kìa. Cao cả. Đó giật nữa. Quá giật quá mạnh. Cần câu độ luôn. Rồi cá chê nhiều lắm, cá chê vàng thôi. Ồ dính con nữa bạn. Coi con nữa, hai con luôn. Ồ ba cần dính ba con luôn. Coi ba người cần nữa đây. Xin. Lại kìa, lại kìa. Rồi dính kìa. Ồ ba cần dính ba con luôn các bạn. Quá rồi. Xong cá là nhắc ta. Đây cuối tuần lên đây câu là như đạn luôn. Ngồi lên 4 người luôn nè. Ở đây là huyện Kiên Lương các bạn. Kinh Thời Giang. Chắc khoảng tháng nữa nước trong nữa các bạn. Nước là trong thì thấy đáy luôn. Và cá lội mình thấy luôn. Mình bỏ mồi xuống nó lại nó ăn rất là im luôn. Giờ đang xả nước ra nó đục. Vài bữa nữa cá chốt trâu nó mới nhiều. Giờ thấy cá rô không? Cá chốt trâu nó rất là nhạy luôn. Mình bỏ xuống là lội nó quất à. Chắc là bột chiên quá. Bột chiên giòn. Ồ cái chê mới lên đó kìa. Ồ. Bỏ nó cái chê nữa. Ồ cái rô bự rồi. Ồ dính được cái rô bự rồi. Hay quá. Hàng gì nó móc một mồi bự không? móc là con dế to luôn. Ôi. Chứ một chú lồng tông ơi. Quá siêu. Ồ. Tông tông đá. Chứ là đi câu cá mày dính mà dính nó lồng tông. Đó rồi. Cá này con tiêu tới tay luôn. Con nãy xong ha. Có lâu nhiều không? Nhiều mà. Cô móc lên hai con luôn hả? Ô, thì xin dính này.
dính góc rồi, bò dính góc, bò siêu, bò bự dính góc bự, thích còi quá, bò siêu, no, rồi bự dính cái bự quá mà cái tí hon. Quá hay. Rồi, xuống cái lóc nữa bạn. Nãy giờ mình câu chắc khoảng 15 phút à. Còn rồi đó. Ôi, đổi điểm bây giờ giật quá bạn ơi. Đổi xa lắm à, đổi khoảng 3 mét nữa. Ôi, trong này Quy ơi, trong chạ này, chỗ này cá bự nè, nó không phải đâu, cá chỗ này quá trời bự nè, cá bự thôi. Ồ, quá trời bạn ơi, chỗ nào chỗ nấy. Cái cua non hả? Ồ, dính nữa kìa. Cái cua mẹ. Đây là cá dữ lắm cá nè. Quá lạnh nè các bạn. Cái nhỏ rồi. Cái này cái cua non. Nghe mình đỡ mấy con cao bự bự cái mình có tổ. Đây là huyện Kiên Lương, Kinh Thời Giang đó các bạn. Quá gió rồi. Ồ, dính nữa rồi. Nè, ba cần thủ các bạn. Xả xong rồi bơm nước ra mà còn cá nó còn ở đây. À, kinh này cái này có đường mương nó thông đều. Rồi ba cần thủ luôn rồi. Ui, con dính được con lóc rồi. Vậy là sáng một cần rồi. Ô, dính rồi, xiên dính rồi. Trời ơi, đảo ha. Dính được hai cái lóc rồi đây. Quay nhỏ, cái dính, thủ bằng. Rồi giờ câu khoảng sáng tới 20 phút bạn ơi. Rồi giờ được đi mình kết thúc ở đây đây các bạn. Các bạn về sau nè. Chào các bạn nha. Các bạn thấy có hay thì đăng ký kênh, chia sẻ để cho động lực anh em mình làm nha các bạn.